Hai kênh Tây Phút chào tất cả các bạn. Bữa nay mình show em Thái Lao Châu lên cho anh em xem chơi với làm lại kỷ niệm, lưu lại kỷ niệm. Bữa nay tiễn em này về Cà Mau, về Cà Mau với chủ mới. Cảm ơn anh Lưu Văn Bang đã ủng hộ shop. Cá này nhìn thấy rất là đẹp, mình thấy rất là thích. Trời ơi, cái màu lên đỏ, đầu bự, đẹp. Cá này đã được bán rồi nha các bạn. Ôi kìa, con nó sung kìa. Các bạn nào mà thấy thích hoặc là muốn sở hữu cho mình một em cá lóc háng VIP khủng thì các bạn vào Facebook của bạn Bắc Khánh để xem cá. Facebook của bạn Bắc Khánh có rất là nhiều cá nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh mình Tây Food.